Quý vị thân mến, hiện tại hôm nay Phú Tha đang có mặt tại Bình Dương quý vị ơi. Thì hôm nay là bây giờ là cũng 12 giờ rưỡi rồi, 1 giờ kém rồi quý vị. Thì Phú Tha xuống Bình Dương nhưng mà không biết ăn gì hết quý vị, tại cái giờ nó lờ cờ. Thì Phú Tha chợt nhận ra rằng là ở đây có cái bánh bèo bì rất là nổi tiếng mà trước đây Phú Tha từng chia sẻ đến với toàn thể quý vị á. Thì hôm nay Phú Tha ghé lại Dũng cũng như là chia sẻ lại một lần nữa quý vị. Tại vì hôm nay Phú Tha đi ngang qua thì thấy chị mới ra và thấy còn rất là nhiều đồ này quý vị. Bánh bèo, bánh đúc rất là nhiều. Quý vị chắc là cũng quen rồi à, mới ra là khách đến rồi. Ô, em chào chị. Khỏe không chị? Dạ. Mai cũng mới ra đây. Dạ, em đi ngang qua. Anh như mình mới ra đúng không chị? Mới vừa ra thôi. Đầy quá trời đầy luôn. Dạ không, bữa em có đi ngang rồi. Giờ đi ngang lại. Chị đang đây cái khay này, tí nữa chị sẽ trích qua khay bên kia quý vị. Này, một khay bánh bèo nè. Khay bánh đúc này quý vị, quá trời luôn. Này mới có đợi rồi, chút còn đợi nữa. Dạ. Này mới có mâm rồi, chút còn mâm. Dạ, chút còn mâm nữa. Giá dưa với lại hạt chả. Hỏi món gì vậy? Không bự cũng được rồi. Quên đó. Đây cái bánh đúc rồi, đó ở đây bánh đúc rồi. Nhìn này đã không quý vị? Giấu thịt heo hả? Nhìn đã quá. Dạ không sao, từ từ chị. Chị lấy cho em một dìa nha chị. Dạ dạ, lấy cho cẩm. Không sao đâu, mình bán bình thường thôi ạ. À. Ủa chị vừa có lên xem lại không? Có vừa chị có. Dạ. Ờ, bị chả bình thường, chắc thứ ăn không cay quá. À dạ. Mấy kẹo không biết đâu mà hết rồi. Có trong đây rồi đấy. Rồi. Trang trang này không cay. Sao mà nó tương biệt rồi? Chờ xíu đi. Xin lỗi. Đó, anh đẹp trai đó. Ông mua được vest rồi đó mà hôm nay không chịu hẹn trước không bận. Dạ, bất ngờ quá, đáng lý ra phải hẹn trước để mặc áo vest. Dạ. là chồng chị á hả? À, ông xã chủ à. À dạ ông xã. Ở ngoài đời kia chồng anh nhưng mà ở nhà kia oxin. À. Oxin cao cấp. Đây mình vào đây mình. Dạ, vô đây ngồi đi. Dạ không, để em ra đây chút xíu được. Dạ. Tại hôm nay lỡ cỡ giờ quý vị không biết đi đâu ăn, không biết ăn gì thì nhớ lại cũng như ăn đúng như chia sẻ lại với quý vị thêm một lần nữa. Cái này thì mình gọi là thịt cầm nha quý vị. Nhìn ngon không, hấp dẫn không quý vị? Nấu ở ngoài đường á, kia mà nấu, còn ở nhà kia mà
cái nước mắm của chị cũng rất là ngon nữa. À đói bụng quá, tại nó qua cái giờ rồi nên rất là đói. Thôi ăn thôi quý vị hả, không nói nhiều nữa tại hôm bữa có nói rồi mà. Nè, bánh ít à, chắc phải ăn muộn. Cái này là cái gì ạ? Ngon. Rồi, mời quý vị nha. Ngon. Tối quá vậy ạ. Có hôm bữa bao nhiêu mình quên rồi quá. Hình như là 20.000 quý vị ạ. Thật cầm uống 20 luôn. Chắc là ở Bình Dương cũng nhiều khách canh đến giờ này để ăn bánh bèo bì đó quý vị. Bên đây là bánh đúc nè. Wow, đó. Thơm. Dẻo quá. Ngon. Chà, rất là bự. Ở dưới còn bánh bèo nhiều lắm quý vị. À dạ. Mời quý vị nhé. Tao ăn hoài mà thấy không hết quý vị. Nhiều. Trong đậu xanh nha quý vị. Chị đang làm, cái khúc chị làm hấp dẫn quý vị. Nhưng mà mình đói bụng quá mình ăn trước. Mình đang ăn mà thấy chị làm hấp dẫn quá vậy. Cái cảnh này thì mình phải quay mới được. Đó. Wow. Ủa thật cầm cũng 20 hả chị? À, thật cầm cũng 20. Dạ, tại vì em sợ em nói nhầm á. Tại sợ đâu chị lên giá. Qua năm có lên giá không chị? Không, tương tự gì hết. Lên á, chị có lên vậy chứ không bình thường chị bán có 18 thôi. Dạ. Là cái gì cũng mắc vậy á. Bên đây thì thấy không gương mặt thịt bò luôn. Thịt nó lên cái chả cũng lên cái bì, cái kéo này lên luôn, cái thịt phải lên, chứ mình không lên thì chịu nổi. Trái này mình luộc sẵn ở nhà rồi hả? Không hết, trùng rồi. Dạ. Chút có mình chờ tới, mình tăng nó cũng lên. Dạ. Mình bán tới đâu mình lên từ 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 lên, nó mới ngon. Dạ. Nhìn đồ rau hấp dẫn không quý vị? Đó. Đung đưa nhìn đã quá. Cắt về tặng cho mình làm cái nha. Còn mình làm mình lấy như vậy không kịp.
thôi ăn tiếp quý vị ơi. À, mình thấy chị đang làm á, đẹp quá cái mình quay. Bây giờ mình ăn tiếp. Sao thấy rồi? Thấy được bia. Có là no quá. Ăn một phần của cái chả này thôi quý vị. No. Ở bên đây thì có bán chè nè. Bên đây cũng có bán chè. Ủa chị ơi, lấy em bịch chè chị. Đây là bao nhiêu một bịch vậy chị? Dạ, lấy em bịch. Thôi thôi, khỏi khỏi bao bịch. Ăn luôn quý vị. Uống miếng nước ta. Anh ơi, đầy đủ hay sao? Đầy đủ hay sao? Gọi chồng mà mình tưởng đâu gọi mình quý vị, hết hồn. Đây thì có trà đá. Đố quý vị đây là chè gì? Chè này hồi xưa nhỏ của tao thích ăn. No. Ăn chè nữa quý vị ạ. Chè này là gọi là chè đậu ván. Ở quê của ta gọi là chè đậu ván, còn ở đây của ta không biết gọi là chè gì. Nhưng mà chắc là chè đậu ván. Chè này ăn rất là ngon quý vị. Quý vị nha. Cô ta cắn nó hơi ghê ghê nhưng mà thật ra không có gì quý vị ạ. Tại cô ta ăn mà. Ăn hết bịch này là rất là chắc là bể bệnh luôn á. Bịch này có 5.000 à, quá rẻ. Ở Sài Gòn chắc 10.000. Quá rẻ. Thì quý vị đến đây mà ăn bánh bèo xong mà muốn ăn chè thì có thể mua chè. Bên đây nè. Bây giờ là chị làm chuẩn bị để đi bán cho nhanh đó. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của ta nhé quý vị. Nếu quý vị có đi đến đây thì có thể ghé về dùng thử. Một phần như vậy chỉ có giá 20.000. Cảm ơn quý vị. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Bên đây là chè, bên đây là bánh bèo bì. Cảm ơn quý vị.